Rồi chào anh em nha, anh giới thiệu với anh em kem Moritz Đức 30 nữa nha anh em. Moritz Đức 30 tem vuông 1975 nha anh em. Cái đèn này mình thanh lý giá rẻ nha, thanh lý giá rẻ thôi anh em, 3.200.000. Đức 30 mà 3.200.000 là rất rẻ nha anh em. Thường thường anh em thấy 3.500.000, 3.800.000, 4.000.000 nha. Hiện tại cửa hàng mình chỉ còn một cây này là 3.200.000 thôi, còn lại là 3.800.000, 4.000.000, 4.500.000, 5.000.000 không nha anh em nha. Đây ngoại hình cái đèn đây, xước xác nha anh em, vài vết xước nè, nhỏ nhỏ thôi, còn chất lượng của cái đàn thì rất ok, rất ngon lành nha, không vấn đề gì hết nha anh em. Lưng đẹp luôn, mà cái lưng nó xước xước ở đây nha anh em, xước xước nhỏ nha anh em, thấy không, nó vị trí xước xước nhỏ nhỏ như những cái kim đâm đâm bên đây nè, nhỏ nha. Khóa Moritz xịn nha. Âm thì rất tốt nha anh em, cần phím thì rất ok luôn. Ngoại trừ cái ngoại hình nó xấu thôi nha, còn lại nó ok hết nha anh em nha. Bây giờ mình sẽ quay gần mình test cần phím cho anh em coi. Cái này tem của đàn nha anh em nha, này Moritz Đức 30 1975, dưới nó có mã seri gì đó, mắc in da băng nha, tem vuông nha anh em nha. Rồi anh em coi gần đàn nha, nè tóc trên nó nè, xước nhẹ nha, cái này là xước nhẹ. Xung quanh này là sơ sơ một vài vết, cũ cho nên nó thanh lý rẻ nha anh em. Đây là hai vết nè, hai vết xước, ba vết xước, nhỏ nhỏ vậy thôi nha anh em nha. Rồi còn eo là đẹp, eo là đẹp, eo hai bên đều đẹp hết nha. Lưng khá đẹp, bị xước xác nè, cái này là mấy cái lấm tấm thôi nha, nhỏ thôi, nó vụn vụn giống như cái đầu cái kim á, sợ chấm chấm lên thôi nha anh em. Còn là tổng quan là đẹp nha, còn bộ khóa là xịn nè, gót nè đẹp hết, khóa này khóa xịn nha, Moritz 30 khóa này là xịn nhất nha anh em nha, khóa này xịn nhất. Rồi mình sẽ test cần phím cho anh em coi, đo các sành cho anh em khác. Dây 1 chuẩn nè anh em, dây 6 chuẩn luôn, action rất là chuẩn êm, âm thì tuyệt vời nha anh em nha. Mình test cần phím cho anh em coi. Cần phím ok nha anh em nha, không có đốt nào bị rè, bị tẹt, bị lỗi gì hết. Test luôn mấy ngăn dưới, không có nốt nào hư hết nha anh em nha. Cần phím nhẹ chuẩn nhưng mà action êm vậy á, mà nó không có nốt nào nó bị hư bị tẹt gì hết nha anh em. Mình rải nhẹ hầm âm để anh em nghe cảm nhận nha, cái âm dòng này rất là tốt nha anh em nha. Anh em cảm nhận được cái lực của cái tiếng không? Rất là tốt nha anh em nha, cái lực tiến ra rất là mạnh. Trừ là vài vết xước ra, nó hơi xấu ra thôi nha anh em, còn chất lượng âm thanh cần phím toàn bộ cái đàn nó rất là tốt nha anh em nha. Hoàn toàn nó không lỗi lầm gì nha anh em nha, hoàn toàn không lỗi lầm, ngon lành hết nha. Đàn mình bán 3.200.000 nha anh em. Thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để phần tiêu đề và phần mô tả nha, anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có. Cảm ơn anh em nhiều nha.